4 inch sẽ ra mắt năm nay, Apple dự kiến sẽ giới thiệu mẫu iPhone 5, 4 inch mới trong năm nay với kích thước tương đương iPhone 8, nguồn tin từ trang blog Nhật Bản Makotakara tiết lộ, iPhone 5, 4 inch sẽ sở hữu những tính năng như tai thỏ cho Face ID và camera nâng cấp. Và như vậy, dòng iPhone năm nay sẽ khá phức tạp. Đặc biệt công ty có trụ sở tại Cupertino, Mỹ còn định ra mắt iPhone SE thế hệ thứ hai mùa thu năm nay, 4 mẫu iPhone mới, gồm cả bản 5, 4 inch sẽ ra mắt Thông tin này không gây ngạc nhiên bởi Apple thừa sức nhét màn hình lớn hơn vào thân máy iPhone 8 bằng cách làm viền mỏng và loại bỏ cảm biến Touch ID tích hợp vào nút Home. Makotakara Takara cho biết, tai thỏ trên iPhone 5, 4 inch mới vẫn còn nhưng nhỏ hơn iPhone XS và lớn hơn iPhone 11. Trang blog Nhật Bản mô tả thiết bị này là bản nâng cấp của iPhone 8 dù sử dụng phần cứng mới nhất, trong đó có chip A13 Bionic. Nói chung, thông tin tại thời điểm này khá ít ỏi, iPhone 5, 4 inch mới sẽ là mẫu iPhone cao cấp rẻ nhất thậm chí còn rẻ hơn cả iPhone 11, thiết bị vẫn dùng màn hình OLED. Năm nay, iPhone 12 vẫn ra mắt trong tháng 9. Tất cả model sẽ được tích hợp chip 5G của Qualcomm.